Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh những cây có những bút để vẽ nha. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình này.
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến là các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.